chân đồng, vai sắt, đánh sỏi, bắn trúng. Cơ bản, thiết thực, vững chắc. Những khẩu hiệu mà tân binh có thể bắt gặp ngay khi xuống xe, đặt chân tới doanh trại. Đó cũng là những khẩu hiệu mà họ cùng với toàn quân sẽ thi đua nỗ lực trong những ngày tới. Không chỉ về học tập, họ còn về công tác và xây dựng đơn vị. Không chỉ thiêng liêng, trang trọng ở lễ giao nhận quân, những gì trước mắt cũng thể hiện đơn vị đã chuẩn bị chu đáo như thế nào để đón những người em mới. Trên tinh thần quán triệt tốt phương châm, về đây đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là anh em, tạo sự gần gũi ngay từ đầu đối với chiến sĩ mới để các chiến sĩ an tâm công tác cũng như gia đình an tâm khi gửi gắm con em vào hoạt động công tác tại đơn vị. Sau khi đặt chân vào đơn vị là em thấy là môi trường là xanh sạch đẹp và các anh cán bộ là rất gần gũi và quan tâm giúp đỡ cho bọn em. Và em xin hứa là sẽ chấp hành tốt những nhiệm vụ được giao. Những khẩu hiệu dễ đọc, dễ thuộc có ở nhiều nơi trong khuôn viên. Đó là bài học nhỏ mà sâu sắc để họ ghi nhớ. Và họ cũng đã có những người bạn, người anh đầu tiên trong quân ngũ. Cùng ăn, cùng huấn luyện, cùng sinh hoạt, cùng trưởng thành dưới mái nhà chung. Họ là đồng đội.